Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho bà con dân tộc các tỉnh vùng cao, biên giới là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ. Năm 2021 cũng là năm đặc biệt khó khăn đặt ra với các đơn vị trực thuộc ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp tích cực, Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc triển khai nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người dân đang tham gia bảo hiểm y tế. Bởi đây là yếu tố quan trọng để người dân nhận thức được tính nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế, khuyến khích mọi người tích cực hưởng ứng tham gia chính sách này. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội cho mọi đối tượng đang sinh sống trên địa bàn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên bình quân mỗi ngày có khoảng 200 đến 300 người dân đến khám và điều trị. Trong đó, có trên 95% người dân đều tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Mỗi người tới đây đều có hoàn cảnh khác nhau, nhưng phần lớn họ là những hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, lãnh đạo bệnh viện vẫn xác định trách nhiệm chăm sóc tốt sức khỏe cho mọi người dân phải là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu. Người có thẻ bảo hiểm y tế hay người không có thẻ, khi đã đến khám và điều trị tại đây thì công tác chăm sóc người bệnh, chế độ điều trị đều bình đẳng như nhau. Các bệnh nhân có bảo hiểm y tế và bệnh nhân làm dịch vụ thu phí thì được đối xử bình đẳng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Đặc biệt là bây giờ có rất nhiều kỹ thuật cao, cũng như nhiều các cái chi phí trong khám chữa bệnh là rất là lớn. Các cái chi phí ở trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên hiện nay có những chi phí trong một đợt điều trị của bệnh án, một hồ sơ ấy, là lên đến vài chục triệu. Cá biệt là trong năm 2021 và đầu năm những năm 2022 này, có những bệnh nhân nằm điều trị, một đợt điều trị đây chi phí từ 200 đến 300 triệu đồng. Với một cái chi phí lớn như thế này, nếu mà không có bảo hiểm y tế hỗ trợ và chi phí cho ấy, thì đây là một trong những gánh nặng rất là lớn đối với người bệnh và gia đình người bệnh. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh với bệnh viện trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân có thẻ bảo hiểm y tế khi đến điều trị tại bệnh viện. Phòng giám định bảo hiểm y tế được đặt sát phòng tiếp nhận bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa của tỉnh. Để tạo điều kiện hàng ngày, cán bộ giám định bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận và giải quyết những trường hợp bệnh nhân đến hỏi và giải đáp liên quan đến chế độ chính sách được hưởng về bảo hiểm y tế. Bệnh nhân Tào Thị Mai, dân tộc Thái, vào nằm viện khi gia đình chưa kịp hoàn tất thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế mới. Tuy nhiên, sau khi xác định lại nguồn gốc giấy tờ, Bảo hiểm xã hội tỉnh và ngành y tế vẫn tạo mọi điều kiện để chị Mai được nằm viện kịp thời, được các y bác sĩ chăm sóc chu đáo. Bên bảo hiểm đã rất quan tâm và đã tạo điều kiện cho tôi để tôi được thanh toán bảo hiểm. Trong quá trình nằm viện của vợ tôi, kinh phí mà để điều trị cho bệnh cho vợ tôi rất là cao, vượt ngoài khả năng chi trả của gia đình. Cho nên là tôi rất là cảm ơn bên bảo hiểm đã tạo điều kiện giúp đỡ. Đối với tỉnh Điện Biên thì chúng tôi đã tham mưu kịp thời cho Ủy ban tỉnh để chỉ đạo các ngành, các cấp phải vào cuộc đồng lòng cùng với ngành bảo hiểm xã hội để triển khai cái chính sách bảo hiểm y tế cho người dân để thụ hưởng an sinh. Còn đối với ngành bảo hiểm xã hội thì chúng tôi chủ động hàng quý rồi hàng năm chúng tôi chủ động phối hợp với ngành y tế từ tuyến cơ sở trở lên là tổ chức các hội nghị giao ban để triển khai để làm thế nào ý nghĩa cái việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người dân, để người dân được hiểu được cái chính sách nhân văn về tham gia bảo hiểm y tế thì để người dân thụ hưởng. Thì chúng tôi cũng đã tích cực cùng với hai ngành, ngành là y tế rồi ngành tài chính để triển khai thực hiện để đảm bảo cái chính sách an sinh xã hội về khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Là người thường xuyên tiếp cận với hoàn cảnh của bà con vùng cao trong tỉnh, ông Tuấn cho rằng chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân cũng chính là yếu tố quan trọng để người dân hưởng ứng và tích cực tham gia chính sách bảo hiểm y tế. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2022, Quỹ Bảo hiểm Y tế của tỉnh Điện Biên đã chi trả trên 5.000 tỷ đồng cho bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế và hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh nặng cần phải điều trị với chi phí cao.
Trường hợp bệnh nhân Triệu Quý Dương, 38 tuổi, bị tai nạn lao động chấn thương sọ não, sau 8 lần nằm viện điều trị tại các bệnh viện lớn ở trong và ngoài tỉnh, tổng chi phí các đợt điều trị ước tính khoảng gần 400 triệu đồng. Tuy nhiên, do anh Dương đã tham gia bảo hiểm y tế liên tục, nên phần lớn chi phí đều được cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên thanh toán. Nếu mà không có số tiền đấy thì nhà cháu rất là khó khăn, không biết là lấy cái đâu mà bù vào chi để chữa bệnh cho em. Nếu mà gia đình nào mà ấy thì cứ mua bảo hiểm gia đình thì rất là tốt. Sau này có ví dụ như may nó xảy ra cái gì thì bệnh hiểm nghèo thì quỹ bảo hiểm thì trả cho rất là tốt, đỡ được cho gia đình khó khăn. Thu nhập chủ yếu của gia đình bà Phụng trông vào công việc buôn bán nhỏ và may vá áo quần thổ cẩm. Bình quân mỗi tháng bà Phụng thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng. Khi được tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, đã từ nhiều năm nay, bà Phụng và 4 người con trong gia đình đều tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế. Vừa rồi, bà Phụng mắc bệnh phải nằm viện 1 tuần, chi phí hết khoảng 20 triệu đồng. Trong đó có tới 80% tiền viện phí của bà Phụng đã được bảo hiểm xã hội huyện Điện Biên thanh toán. Khi phải nằm viện, bà Phụng mới thấy hết được giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế và tính nhân văn của chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đối với bản thân tôi thì chiếc thẻ bảo hiểm y tế thực sự là cứu cánh cho gia đình tôi rất là nhiều. Chắc không có thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Qua cái đợt ốm vừa rồi, nhờ có thẻ bảo hiểm nên là được chi trả rất là nhiều quyền lợi. Nên là cũng khuyên mọi người nên tham gia bảo hiểm y tế cho để chăm sóc cũng như bảo vệ bản thân và gia đình. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa thiết thực của việc tham gia bảo hiểm y tế gắn với việc chăm sóc sức khỏe cho người dân có bảo hiểm y tế khá chu đáo. Hai năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, thế nhưng tỷ lệ số người dân tự nguyện tham gia vào bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ở Điện Biên vẫn tăng lên rõ rệt. Bà Lợi vốn là cán bộ phụ nữ xã, đã đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, bà mới tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 10 năm. Khi được cán bộ bảo hiểm xã hội huyện tư vấn cặn kẽ và chu đáo, bà Lợi quyết định đóng tiếp bảo hiểm xã hội một lần cho 10 năm sau này để được nhận tiền lương hưu. Với mức lương ban đầu hiện nay là gần 2 triệu đồng trên tháng, bà Lợi rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Thì em có cái bảo hiểm từ huyện này với lại cái sổ hưu rồi thì các cháu nó cũng mừng. Mà em cũng rất là tin tưởng vào cái bảo hiểm này. Vì là sau này là về già thì mình không phải lo. Trước là em chuẩn bị đi khám là em phải lo cái kinh tế. Và thí dụ là 500 hay 1 triệu thì em mới đi khám. Nhưng mà bây giờ từ hôm em cầm cái sổ hưu thì em đi khám thì em cũng không phải lo. Thế là bảo hiểm y tế chỉ chi trả cho là 95% rồi. Là em rất là an tâm ở cái chỗ đấy. Thấy được lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà Lợi tiếp tục động viên vợ chồng người con lớn của bà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với gia đình anh La, công việc chính là sản xuất nông nghiệp, kinh tế trang trải, thu nhập của gia đình anh chưa phải là cao so với mức sống của người dân nơi đây. Thế nhưng hàng tháng, anh La vẫn dành từ 2 đến 3 triệu đồng để tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cả 4 thành viên trong gia đình. Với anh La, điều quan trọng nhất chính là niềm tin của người dân vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Bởi vì đây là chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho người dân, thì không có lý do gì mình lại không tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. Đây là một cái chính sách mà Đảng và Nhà nước đang hướng tới cái chủ trương về an sinh xã hội. Thì đây cũng là một cái cơ hội rất là tốt cho những người dân và những người lao động tự do có thể tiếp cận với cái nguồn lương hưu và với cái việc được bảo vệ sức khỏe về sau này. Anh La tâm sự, 20 năm nữa, khi đã già yếu không còn sức lao động, thì cuốn sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là của để dành, để vợ chồng anh có thể an tâm hơn với cuộc sống sau này. Năm 2021, bằng nhiều giải pháp tích cực, các cán bộ bảo hiểm xã hội, các đại lý cơ sở của Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên vẫn vận động được trên 16.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hoàn thành tốt kế hoạch được giao. Năm 2022, tỉnh Điện Biên được giao chỉ tiêu phát triển 21.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Tính đến hết tháng 6, cả tỉnh đã phát triển được 12.000 đối tượng. Tuy nhiên, ngoài lý do dịch bệnh, thu nhập của người dân bị ảnh hưởng, thì việc nâng cao mức đóng của người dân lên gấp đôi do quy định chuẩn nghèo hiện nay sẽ là một khó khăn rất lớn, đặt ra cho cơ quan bảo hiểm xã hội Điện Biên phải đưa ra nhiều giải pháp tích cực trong 6 tháng còn lại để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đối với ngành bảo hiểm xã hội thì xác định việc phát triển cái bảo hiểm xã hội tự nguyện rồi bảo hiểm y tế hộ gia đình là nhiệm vụ cực kỳ là có ý nghĩa. Chúng tôi cũng đã nỗ lực tất cả hệ thống rồi sự chung tay của tất cả công chức viên chức, chúng tôi đã tổ chức các hội nghị bằng nhiều hình thức, trong đó là mở rộng các hệ thống đại lý. Ngoài cái hai hệ thống đại lý chính đó là hệ thống bưu điện và hệ thống đại lý của Viettel thì cái hiệu quả nhất của chúng tôi, đặc thù của cái tỉnh Điện Biên, cái hiệu quả của hệ thống đại lý cấp xã rồi các hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên là cực kỳ hiệu quả. Người ta làm rất tốt và rất hiệu quả, rất trách nhiệm và đảm bảo cái hiệu quả về phát triển cái bảo hiểm xã hội và y tế trên địa bàn. Lãnh đạo cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh vẫn xác định biện pháp quan trọng nhất vẫn là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân để họ thấy được quyền và lợi ích to lớn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên còn tổ chức nhiều đợt phát động cán bộ công nhân viên trong ngành, vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong tỉnh cùng chung tay góp sức xây dựng quỹ, tặng sổ bảo hiểm xã hội, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh, sinh viên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, nhằm khuyến khích thúc đẩy họ tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cùng với đó, tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính nhằm cắt giảm tối đa thời gian chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiếp tục phối hợp tốt với ngành y tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế. Đây cũng là những mục tiêu mà ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới.